Bài viết này tường thuật về thành tích đáng nể của nữ sinh Đan Thanh, người đã xuất sắc đạt điểm 10 tuyệt đối môn văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Với sự hướng dẫn tận tâm của thạc sĩ Nguyễn Thị Lương, giáo viên dạy văn và chủ nhiệm, Đan Thanh đã phấn đấu vượt qua khó khăn để chinh phục mục tiêu mong đợi. Trước đó, Đan Thanh từng dự định chọn khối A01, toán, vật lý, tiếng Anh, nhưng sau khi nhận được lời khuyên từ cô giáo về khả năng văn chương, cô đã quyết định chuyển sang học khối D01, toán, ngữ văn, tiếng Anh và tham gia kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Sự hỗ trợ và định hướng của cô giáo đã thúc đẩy Đan Thanh phát triển đam mê văn học và giúp em đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Với sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, Đan Thanh đã trở thành thí sinh duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 đạt điểm 10 tuyệt đối môn văn. Em tự tin và thành công trong phần nghị luận xã hội nhờ ứng dụng kiến thức và cảm xúc đến từ sự hướng dẫn tận tâm của cô giáo và những cảm nhận cá nhân. Đan Thanh chia sẻ rằng điểm 10 môn văn là thành quả đáng tự hào của bản thân sau những nỗ lực và sự hỗ trợ của giáo viên và gia đình. Cô đang hướng đến tương lai học tập và sự nghiệp đầy triển vọng với niềm đam mê văn chương. Bài viết này tường thuật về thành tích đáng nể của nữ sinh Đan Thanh, người đã xuất sắc đạt điểm 10 tuyệt đối môn văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Thời gian làm bài trong kỳ thi là 120 phút và Đan Thanh đã tận dụng hết thời gian để viết bài thi một cách trọn vẹn nhất. Đan Thanh chia sẻ rằng để đạt điểm cao môn văn không nhất thiết phải viết rất nhiều, quan trọng hơn là viết đúng trọng tâm đề bài yêu cầu và thể hiện những điểm sáng tạo, ý mở rộng để tạo sự khác biệt. Nữ sinh này chia sẻ kinh nghiệm học tốt môn văn, nhấn mạnh tình yêu và niềm đam mê với môn học, đọc nhiều sách báo để trau dồi kiến thức và ngôn từ để diễn đạt bài viết một cách trơn tru và chặt chẽ hơn. Đan Thanh dự định xét tuyển vào ngành PR, Public Relations, quan hệ công chúng, khối D01 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, SNUE, nguyện vọng 1. Nữ sinh này đã trở thành học sinh đầu tiên của trường Trung học phổ thông Nghĩa Minh từ trước đến nay đạt điểm 10 môn văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và nhận được sự tán thưởng và vinh danh từ cộng đồng giáo dục.